Hai các anh chị, chào mừng các anh chị đến với lại kênh siêu cổ Watt của em. Thì đến với lại cái chuyên mục chia sẻ kiến thức đồng hồ, thì cái clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến tất cả các anh em mà gọi là đang tìm hiểu hoặc là chưa biết. Còn những anh em nào mà biết rồi thì vui lòng bỏ qua clip giúp giùm em. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ một cái clip ngắn để nói về phân biệt đồng hồ pin, năng lượng và cơ và có tay và automatic nha. Thì có bốn cái gọi là bộ máy mà của những chiếc đồng hồ cơ bản nhất là pin, sử dụng pin, năng lượng, có tay và automatic. Thì em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị để cùng biết nha. Các anh chị nào mà chưa biết thì có thể theo dõi đến cuối clip để em phân tích, em chia sẻ những cái kiến thức mà em có được để chuyển đến cho anh em, để có thêm một cái ít kiến thức để cho anh em mà gọi là mới vừa chơi hoặc là chưa biết. Thì các anh em, nếu mà anh em nào mà rành rồi thì nhìn vô là biết liền. Còn những anh em nào mà gọi là chưa biết gì hết hoặc là đang tìm hiểu thì mời anh em đến với lại cái clip của em ngày hôm nay. Thì trên màn hình của tất cả các anh em thì đã thấy là em có bốn sản phẩm của kênh của bên em hiện có. Thì em bốn sản phẩm là nó có bốn loại khác nhau, thì em đi từ trái qua ha, để giới thiệu cho tất cả các anh chị để phân biệt đồng hồ nó thuộc dạng máy gì. Thì đây các anh chị dễ hình dung lắm, các anh chị thấy cây kim nhảy không, là các anh chị biết chắc chắn là đồng hồ này đồng hồ pin nha, đồng hồ pin. Còn đồng hồ pin mà hiệu gì hay là của đến từ nước nào thì các anh chị mở máy bên trong, hoặc là những cái thương hiệu mà các anh chị biết thì các anh chị biết được cái máy bên trong là máy Thụy Sĩ hay là máy Nhật hay là máy của Đức gì đó. Nói chung là các anh chị mà cứ thấy mà cái kim mà nhảy nè là biết là máy pin nha các anh chị, máy pin bình thường thôi, một cái bộ máy pin bình thường. Cái bộ máy pin của chiếc đồng hồ thì quan trọng nhất là cái IC nha các anh chị. Cái IC của cái chiếc đồng hồ, nó mà hư thì rất là mệt, kiếm IC rất là khó và nó mất tiền nữa. Đây, thì cái bộ máy của chiếc này là hiệu thì New York gì đó của Mỹ, nhưng mà cái chiếc đồng hồ của em là nó đang là sử dụng là bộ máy của Nhật nha, bộ máy pin của Nhật đó. Các anh chị mà cứ nhìn thấy ai mà đeo đồng hồ mà thấy cái kim mà nhảy là biết là đang sử dụng đồng hồ pin. Thì xíu nữa sẽ cơ thì nó sẽ cái kim nó như thế nào nha. Rồi, đây là chiếc đồng hồ năng lượng hiệu WeRed nè. Các anh chị để ý, nếu mà thấy mà đây là cũng là chạy bằng là pin nha, nhưng mà pin này là pin năng lượng, thì các anh chị đeo ra ngoài sáng là năng lượng nó sẽ hấp thụ vô cái chiếc đồng hồ, nó sẽ làm cho cái đồng hồ chạy. Thì thường những cái chiếc solar này là đến từ Nhật nha, đến từ Nhật. Đây nè, các anh chị nè, thấy chữ solar là năng lượng á. Solar là năng lượng nè. Thì các anh chị là phân biệt được thì nó là pin năng lượng. Thì các anh chị đem ra sáng thì nó sẽ chạy nha. Thì nó sẽ mắc tiền hơn cái dòng pin bình thường. Nó sẽ mắc tiền hơn là những cái dòng pin bình thường. Tại vì này xài năng lượng thì các anh chị không phải đi thay pin. Các anh chị cứ đeo suốt, mình cứ đem ra ngoài sáng, ngoài nắng là tự động chạy. Còn chiếc đồng hồ pin mà hết pin thì các anh chị phải đem đi thay pin. Đó, cho nên là mắc tiền hơn ở cái chỗ solar. Thì nó cũng rất là hay là có những cái chiếc đồng hồ solar thì mình hỏi phải tốn tiền thay pin. Mình chấp nhận mình mua lúc ban đầu nó mắc hơn xíu để mình xài luôn cái cục pin mà solar nha, mà mình để lâu quá trong tủ á, nó không chạy là có thể hư cục pin, thì nó rất là mắc tiền, đi hai cục pin rất là mắc tiền nha. Đó, thì đây em sẽ giới thiệu là chiếc thứ hai là solar để cho các anh chị phân biệt nha. Rồi tiếp theo là một chiếc đồng hồ cơ cót nha. Đó, các anh chị nãy thấy nếu mà pin là kim nhảy, còn ở đây là kim trôi nè. Các anh chị thấy kim trôi không? Đó, là các anh chị nhìn thấy mà cái kim mà trôi là các anh chị biết
người đối diện của anh chị là đang đeo đồng hồ cơ nha. Đang đeo đồng hồ cơ. Nó có những cái chiếc đồng hồ mà pin nhưng mà vẫn làm kim trôi luôn, thì mình cũng khó phân biệt được lắm, nhưng mà nó cũng rất là ít những cái chiếc đồng hồ như vậy. Dạng như ở trong là bộ máy là pin nhưng mà kim lại trôi. Đó, chiếc này là có tai nha các anh chị. Thì có tai thì nó như thế nào? Thì có tai thì các anh chị á, khi mà sử dụng các anh chị phải chỉnh lại giờ và lên code cho chiếc đồng hồ của mình. Đây, mình cứ cầm cái nút nè, mình xe về phía trước tầm khoảng 10 vòng đến 20 vòng vừa đủ cứng thôi, thì chiếc đồng hồ của các bạn sẽ tự động chạy. Mình sẽ mở cái bộ máy có tai cho các bạn, các anh em mình xem bộ máy có tai nha. Đây, bộ máy có tai của một cái chiếc này, chiếc đồng hồ Omega của em đó. Các anh chị thấy bộ máy rất là đã không? Thì các anh chị lên cái nút hồi nãy á, thì tự động là ở trong đây sẽ quánh này sẽ đánh, sẽ chạy và làm cho cái kim ở phía trên chạy nha. Đó là có tai. Các bạn mà share cái nút này nè là để chữ cái năng lượng vô cái đồng hồ để làm cho cái bánh đánh này nè, nó sẽ đánh. Đó. Đây là một cái chiếc đồng hồ có tai nha. Nó có bốn bốn dạng. Đây là có tai. Rồi. Đó, các chị thấy đẹp không? Nói chung là đồng hồ xưa thì phải nói là nó rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Nhưng mà size thì nhỏ nhỏ thôi. Các anh chị nào mà thích size lớn thì không thể nào mà đeo đồng hồ xưa được nha. Mấy chiếc đồng hồ mà xưa này nó tầm khoảng cỡ 33, 34, 35 là đẹp. Chiếc của em là hình như là 30, 34.5. Rồi, một cái chiếc cuối cùng là một chiếc automatic nha. Đây, đây nè, các anh chị nhìn thấy chữ automatic không? Là tự động á. Dịch ra là tự động. Thì cái cơ chế mà tự động thì như thế nào? Thì các anh chị nè, ví dụ đồng hồ đang đứng, các anh chị để lâu không chạy, đang đứng, các anh chị lắc 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 vậy, ở bên trong nó có bánh đà để đánh cái, để đánh tạo ra cái hộp code, đánh vô cái tạo ra code để làm cho cái kim chạy nha. Đây, các anh chị xem sơ ngoài đi, hình thức bên ngoài thường là automatic là sẽ ghi cái chữ automatic nha, là các bạn nhìn thấy là sẽ biết nó là tự động. Đây, mình sẽ mở cái bộ máy automatic, nó sẽ khác với bộ máy có tai như thế nào. Mình làm mấy cái clip này để chia sẻ cho những anh em mà chưa biết nha, chưa biết hoặc là đang tìm hiểu. Còn khá là nhiều anh em biết rồi thì có thể bỏ qua clip giúp giùm em. Hoặc là có thêm kiến thức gì thì các anh em cứ comment bên dưới để chia sẻ thêm cho các anh em khác để cùng biết. Đây, hồi nãy có tai thì nó sẽ không có cái bánh đà này. Đó. Các anh em thấy cái bánh đà này không? Mình lắc á, mình đeo vô tai thì mình lắc. Cái bánh đà này nó sẽ quay. Nó sẽ quay thì nó sẽ tạo code vô bên trong hộp code. Nó sẽ làm cho cái bánh bánh xe bên trong này đánh, là nó chuyển động cái đồng hồ nha. Nó nguyên tắc thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà để mà làm ra được cái một chiếc đồng hồ gì mà canh đúng giờ thì nó không phải là chuyện đơn giản. Mình đeo thì mình thấy nó đơn giản, chứ cái người mà làm mà sáng tạo ra một cái chiếc đồng hồ rất là chi tiết, rất là nhỏ 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 bên trong thì không phải là đơn giản. Đó, nói chung là rất là đẹp. Thì cái clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ một ít kiến thức về đồng hồ nhỏ nhỏ để đến với anh em mà chưa biết hoặc là đang tìm hiểu. Thì các anh em có thể comment bên dưới chia sẻ thêm nếu mà các anh em mà có thêm kiến thức. Còn nếu mà anh em nào mà muốn hỏi thêm về vấn đề gì thì cứ comment bên dưới đi. Mình rảnh mình sẽ làm thêm clip để phục vụ cho anh em. Thì này mình cũng làm để phục vụ cho anh em thôi. Cảm ơn các anh em đã xem tới cuối clip của mình nha.